Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta bước vào bài thứ 5 về tư tưởng Phật giáo về chủ nghĩa nhân văn. Theo như chúng ta biết, chủ nghĩa nhân văn và chủ nghĩa nhân đạo là một. Tuy nhiên khi mà bàn trên cái vấn đề triết học á, thì nếu như chúng ta nói là chủ nghĩa nhân đạo đó, thì đôi lúc đối với hiện tại, người ta thường có những cái nhạy cảm về cái chính trị. Cho nên khi chúng ta dùng cái chữ nhân đạo đó, đôi lúc nó lại đụng chạm đến các phong trào mà hiện giờ, đặc biệt là có những cái phong trào nhân đạo hòa bình, nó mang một cái tính cách là đấu tranh và nó có tính chính trị nhạy cảm. Cho nên khi mà chúng ta bàn về cái tư tưởng nhân đạo đó, thì chúng ta dùng cái chữ nhân văn là nó mang cái tính triết học hơn, và để cho chúng ta dễ bàn luận và nó không mang tính nhạy cảm của chính trị. Do đó là cái bài mà chúng ta nghiên cứu về cái chủ nghĩa nhân đạo theo trong cái ngôn ngữ triết học thì chúng ta dùng là tư tưởng chủ nghĩa của nhân văn và qua cái tư tưởng của triết học Phật giáo. Thì về cái bài này chúng ta sẽ, nội dung nó sẽ có bốn vấn đề chính. Thứ nhất là khái niệm về chủ nghĩa nhân văn. Thứ hai là tính chất đặc trưng của chủ nghĩa nhân văn. Và thứ ba là các quan điểm dị đồng giữa tư tưởng Phật giáo và chủ nghĩa nhân văn. Thứ tư là giá trị nhân văn trong xã hội, nhân văn Phật giáo trong xã hội. Thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là khái niệm về chủ nghĩa nhân văn. Thì chủ nghĩa nhân văn là một nhánh triết học luận lý lớn, được xem như là một thế giới quan chú trọng về lợi tức, giá trị và phẩm cách của cá nhân. Với ý nghĩa nhân đạo, chủ nghĩa nhân văn biểu hiện các tinh thần khoan dung, bất bạo động và tự do ý chí là những nguyên tắc quan trọng cho sự cộng sinh của nhân loại. Chủ nghĩa nhân văn còn được gọi là chủ nghĩa nhân đạo, truy tìm chân lý và đạo đức bằng những phương tiện của con người để phục vụ cho lợi tức của chính mình. Với khuynh hướng đề cao khả năng tự quyết định của loài người, chủ nghĩa nhân văn bác bỏ những biện hộ siêu nhiên, lệ thuộc vào tín ngưỡng, không xem các văn bản tôn giáo là thiện khải. Chủ trương nhân văn là tán đồng việc ý thức đạo đức chung trên cơ sở bản chất nhân loại. Thì ở đây, khi mà chúng ta khái niệm về cái chủ nghĩa nhân văn thì đây là một cái tư tưởng triết học, mà tư tưởng triết học này bàn về cái những cái gì đem lại lợi ích, hay là nói một cách khác đó là cái lợi tức hay giá trị về phẩm cách của cá nhân. Nhưng đồng thời nó cũng là một trong những cái tư tưởng mà hướng con người với cái tinh thần là khoan dung, bất bạo động và tự do ý chí. Đây là những cái khái niệm cốt lõi của nhân văn. Và cái tư tưởng này thực tế thì trong đạo Phật của chúng ta nó đã hàm chứa từ ngay ban đầu, từ thuở ban đầu mà Đức Phật đã giảng dạy cho tất cả mọi người. Thì cái chủ nghĩa nhân văn là cái một trong những cái triết lý nhân bản về con người, và cái tinh thần nhân đạo của nó là khoan dung, bất bạo động và tự do ý chí. Thì thật ra những cái tư tưởng này nó đã nằm nền tảng trong cái lời dạy của Đức Phật. Do đó khi mà cái chủ nghĩa nhân văn này ra đời đó, thì thật sự là đạo Phật của chúng ta đã ra đời trước cái chủ nghĩa nhân văn, cũng giống như các cái tư tưởng khác, chẳng hạn như chủ nghĩa bình đẳng cũng vậy. Thì cái bình đẳng là vốn là lời dạy nền tảng trong cái tư tưởng của Phật giáo, thì nhân văn cũng vậy, cái tinh thần nhân đạo nó đã nằm cốt lõi trong nền tảng của tư tưởng Phật giáo. Do đó khi chúng ta khái niệm về chủ nghĩa nhân văn trên cái mặt thực tế của triết lý đó, thì nó là một cái nhánh triết học luân lý lớn. Và cái nhánh triết học này là nhằm có một cái nhìn, hay là nói một cách khác đó là một cái thế giới quan chú trọng về cái lợi tức, giá trị và phẩm cách của cá nhân. Và với cái tinh thần là khoan dung, bất bạo động và tự do ý chí. Thì ở đây trong cái chủ nghĩa nhân văn còn được gọi là chủ nghĩa nhân đạo, truy tìm cái chân lý và đạo đức bằng những phương tiện của con người để phục vụ lại cho lợi ích của chính con người. Với khuynh hướng đề cao cái khả năng quyết định của chính con người, chủ nghĩa nhân văn bác bỏ những cái biện hộ siêu nhiên, lệ thuộc vào tín ngưỡng, không xem các cái văn bản tôn giáo là thiện khải. Chính vì cái những cái yếu tố này, chủ nghĩa nhân văn nó có một sự trùng hợp ngẫu nhiên đối với tư tưởng của Phật giáo.
Và chúng ta nghiên cứu về cái nguồn gốc ý thức nhân quyền trong xã hội. Ý thức về cái nhân quyền và việc thực hiện nhân quyền là một quá trình lịch sử lâu dài gắn với lịch sử phát triển của loài người và giải phóng con người qua các hình thái kinh tế xã hội và các giai đoạn đấu tranh giai cấp. Qua đó, quyền con người được trở thành giá trị chung của nhân loại. Khái niệm về nhân quyền nó có nguồn gốc từ cái thời Hy Lạp cổ đại dưới dạng quyền tự nhiên của con người như quyền được sống. Rồi đến khi dưới cái chế độ chiếm hữu nô lệ, người nô lệ không được coi là con người, không có và không được thừa nhận các cái quyền của con người. Chế độ phong kiến so với chế độ nô lệ đã là một bước tiến trong sự giành lại quyền tự do và giải phóng con người. Nhưng mà khi chuyển qua cái giai cấp tư sản, người đầu tiên là nêu cao cái ngọn cờ nhân quyền, biết lợi dụng các tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, công lý, vốn là yêu cầu bức thiết của nhân dân lao động, tuyệt đối hóa tự do cá nhân, nhấn mạnh yếu tố cá nhân trong khái niệm quyền người, quyền của con người, hay còn gọi là quyền tư hữu thiên nhiên. Lần đầu tiên các cái quyền của con người được chính thức ghi nhận trong các văn kiện quan trọng như là tuyên ngôn độc lập của Mỹ, tuyên ngôn về quyền con người và quyền sống công dân của Pháp năm 1789 và tuyên ngôn của Cộng sản là năm 1848 và những cái tuyên ngôn về sau này nữa. Tuy vậy, giai cấp tư sản chỉ tập trung nhấn mạnh quyền dân sự, chính trị nhưng mà coi nhẹ về các cái quyền như là kinh tế, văn hóa, xã hội là cơ sở và điều kiện quan trọng để người lao động thoát khỏi cái đói nghèo và cái bị bóc lột. Nhưng đến cách mạng tháng 10, Nga đã tạo nên một cái phạm trù mới về quyền con người, đó là quyền kinh tế, văn hóa, xã hội. Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước xã hội chủ nghĩa đã đi đầu trong việc nêu bật các cái quyền dân tộc cơ bản như bộ phận thiết yếu, các cái quyền tập thể đưa ra một cách để đề cập toàn diện và biện chứng hơn về nhân quyền. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của loài người, nội dung các quyền của con người cứ như vậy tiếp tục phát triển theo cái xu hướng là thời đại. Thì như chúng ta biết là cái quyền của con người đó là ngay trong thời cổ đại là con người cũng đã có một cái sự phấn đấu để cố gắng làm sao cho mình thoát ra khỏi cái cảnh sống nô lệ để có được cái quyền làm người. Và trong cái quá trình đấu tranh đó thì chúng ta thấy cái nhân quyền nó được hình thành từng bước trong sự đòi hỏi về cái quyền sống của mình. Và từ cái giai đoạn chế độ chiếm hữu nô lệ chuyển qua chế độ phong kiến, rồi từ chế độ phong kiến chuyển qua tư bản chủ nghĩa, rồi đến xã hội chủ nghĩa và các cái phong trào mà cho đến hiện nay chúng ta đọc qua lịch sử là chúng ta thấy sự chuyển biến của xã hội đó. Thì chuyển biến trong lịch sử, thì đồng thời trong sự chuyển biến lịch sử này là con người đấu tranh cho các cái quyền sống của mình. Và chính những cái quyền này là những cái tư tưởng về nhân văn hay là còn gọi là nhân đạo. Trong mỗi một biến chuyển của lịch sử và con người thay đổi trong cái nhìn và cái tư duy và đem lại cái lợi ích có thể nhất cho con người, thì những cái sự đấu tranh về cái quyền lợi đó nó mang cái tính nhân quyền, và cái nhân quyền đó nó hình thành nên cái giá trị nhân văn trong tiến trình phát triển của lịch sử. Và ở đây chúng ta thấy cái nguồn gốc ý thức nhân quyền trong xã hội nó được hình thành như vậy đó, nó hình thành qua sự biến chuyển và phát triển trong từng thời đại của con người phát triển. Và chúng ta khi nói đến cái nguồn gốc thì chúng ta nói đến cái nguyên nhân hình thành nên chủ nghĩa nhân văn. Thì cái nguyên nhân hình thành nên chủ nghĩa nhân văn thì như chúng ta thấy là đầu tiên nhất là ở các nước phương Tây, chủ nghĩa nhân văn được hồi sinh như là một hệ quả của sự phục hưng ở thế kỷ thứ 14 từ nước Ý qua các nước châu Âu khác. Thời kỳ phục hưng, chủ nghĩa nhân văn cho rằng giáo dục nghệ thuật tự do, đặc biệt là văn chương Hy Lạp cổ, sẽ giúp phát triển tinh thần trách nhiệm cá nhân và tinh thần chân nghĩa tự do mà nó đang xóa bỏ ở thời kỳ Trung cổ. Vấn đề trọng tâm trong nghiên cứu của chủ nghĩa nhân văn là nền văn học Hy Lạp cổ điển, mặc dù nó không tập trung vào cái ý tưởng của chủ nghĩa nhân văn như là thời kỳ phát triển,
Điểm thực tế là trong khi chủ nghĩa nhân văn là sự hồi sinh trong thời kỳ phục hưng ở Ý, Hy Lạp và La Mã, thời kỳ phục hưng ý tưởng nhân văn được nảy mầm và phát triển qua các cái tạp chí của những nhà tư tưởng châu Âu, ví dụ như nhà triết học châu Âu Hobbes đã cho rằng quyền lợi hợp pháp của cá nhân và giá trị đạo đức như là điều thiện và không phải tiêu chuẩn tuyệt đối siêu nhiên. Và các cái vị mà khởi xướng cho cái chủ nghĩa nhân văn ở thế kỷ thứ 18 thì cho rằng con người là phần tự nhiên và không có gì bí ẩn trong đó, là sản phẩm có giá trị cao nhất. Sự thảo luận xã hội chính trị làm niềm tin con người tước đoạt quyền thừa kế tự do cá nhân, hạnh phúc và dục lạc được nhấn mạnh bởi chúng. Và chúng ta thấy một trong những cái nhà mà viết nên cái về cái tư tưởng nhân văn trong các cái khế ước của xã hội đó là ông Rawls. Thì tất cả những cái tư tưởng này là tư tưởng của phương Tây, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, đi ngang qua cái sự hình thành của chủ nghĩa nhân văn. Nhưng trên thực tế đó thì cái chủ nghĩa nhân văn nó đã hình thành trong tư tưởng của Phật giáo ngay từ là Đức Phật dạy cho con người một cái tư duy về đạo đức để sinh tồn, tức là sinh tồn và phát triển. Thì cái tư tưởng nhân văn này nó đã nằm ngay trong cái thời cổ đại ở phương Đông rồi, chứ không phải đợi cho đến khi cái chủ nghĩa nhân văn ra đời như chúng ta mới vừa nghiên cứu theo cái mặt mà gọi là lịch sử á. Thì chúng ta thấy ở phương Đông á, cái nền triết học á nó không có phát triển theo cái từng cái thời đại, mà nó được kết nối, nó có một sự kết nối liên tục. Tức là cái lời dạy triết học của phương Đông á, tới mãi bây giờ nó vẫn còn cái giá trị. Còn cái triết học của phương Tây nó được biến chuyển theo từng thời đại. Thí dụ như triết học cổ đại, nó sẽ có những cái biến chuyển rất là lớn sang cái thời kỳ trung đại. Và từ cái thời kỳ trung đại nó chuyển sang cái thời kỳ hiện đại. Thì mỗi một cái thời kỳ như vậy, tư tưởng triết học của phương Tây á, nó có một cái dấu ấn biến chuyển rất lớn, và cộng với các cái cuộc đấu tranh. Nó tương ứng với các cái cuộc đấu tranh của thế giới. Tuy nhiên đối với cái triết học của phương Đông đó thì nó có một sự kế thừa trong cái tư tưởng triết học đạo đức, và đặc biệt là trong cái tư tưởng đạo đức Phật giáo cũng là một trong những cái nôi triết học của phương Đông. Và chúng ta thấy thí dụ như là cái tư tưởng nhân văn này nó cũng đã được hình thành ở Trung Hoa đối với các cái lời dạy về của Lão Tử, Khổng Tử và các cái hình thành trong cái chế độ phong kiến. Cho đến bây giờ chúng ta đọc về sử của Trung Quốc thì cái tư tưởng nhân văn nó cũng đã nằm rất là rõ ràng trong cái tư tưởng triết học của Á Đông. Tuy nhiên nó không có được phân định theo cái sự chuyển biến như của các cái giai đoạn lịch sử như nhân văn của phương Tây. Thì ở đây chúng ta chỉ nhìn qua cái tư tưởng về chủ nghĩa nhân văn, bởi vì như chúng ta biết là ở phương Đông á, nó không có những cái học thuyết triết học như là gọi là chủ nghĩa bình đẳng, chủ nghĩa nhân văn. Thật sự là như vậy. Nhưng mà trên cái nền tảng triết học của phương Tây á, nó hình thành học thuyết và nó trở thành những chủ nghĩa. Và khi chúng ta nghiên cứu cái tư tưởng của phương Đông và đặc biệt là tư tưởng của Phật giáo, chúng ta đứng trên cái nền tảng triết học của phương Tây và chúng ta nhìn cái tư tưởng của chúng ta cũng được biến chuyển như vậy, chứ không phải là cái tư tưởng của Phật giáo nó được hình thành từng giai đoạn giống như của phương Tây. Và ngay cả triết học phương Đông cũng vậy, nó không có hình thành và biến chuyển theo giai đoạn lịch sử như ở phương Tây được phân định rõ ràng. Do đó khi chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, chứ chúng ta không có phải là nghiên cứu về triết học phương Tây, cho nên chúng ta cũng không cần sâu sắc lắm, chỉ đi ngang qua để mình hiểu được cái tiến trình, cái giai đoạn chuyển biến của triết học. Và trong cái giai đoạn chuyển biến của triết học đó, cái tư tưởng nhân văn nó đóng một vai trò cũng khá là cốt lõi trong tư tưởng triết học, trong cái nền luân lý triết học đạo đức. Thì ở đó chúng ta chỉ đi ngang qua để mà bàn luận về cái chính là cái nhân văn của Phật giáo là chính, nhưng mà chúng ta cũng phải đi ngang qua tất cả cái tư tưởng, cái nguyên nhân hình thành chủ nghĩa nhân văn. Do đó là chúng ta đi sơ khởi thôi, và cái này chúng ta có thể đọc sách thêm và tìm hiểu thêm trong cái nghiên cứu của mình. Và chúng ta bước qua phần thứ hai, đó là tính chất đặc trưng của chủ nghĩa nhân văn. Bởi vì khi mà muốn tìm hiểu được những cái quan điểm giống nhau và khác nhau giữa nhân văn và Phật giáo thì chúng ta cũng phải có một sự đi ngang khảo sát khái quát về cái tư tưởng của chủ nghĩa nhân văn ở phương Tây. Do đó chúng ta
qua cái sự nghiên cứu về cái nguồn gốc cũng như hình thành của chủ nghĩa nhân văn thì chúng ta cũng nên biết về cái tính chất đặc trưng của chủ nghĩa nhân văn. Như là một triết lý, bằng cách khẳng định quyền tự chủ của con người, vị thế của con người như là nguồn gốc của sự thật cũng như là nguồn gốc của sự đúng đắn, và kinh nghiệm con người như là quan thẩm khoán cuối cùng và duy nhất, chủ nghĩa nhân văn có một thuộc tính của những gì được gọi là tinh thần khoa học. Đặc trưng này được cải tiến bởi tính tự do thế thường. Hơn nữa, chủ nghĩa nhân văn nhằm hướng tới điều tốt đẹp nhất của con người trong cuộc đời này thông qua cách hưởng thụ vật chất. Thì ở đây á, cái đặc trưng mà của chủ nghĩa nhân văn theo cái tư tưởng triết học luân lý của phương Tây đó, thì cái chủ nghĩa nhân văn này là khẳng định cái quyền tự chủ của con người. Và con người là cái mà giống như là trung tâm của vũ trụ vậy đó. Và con người là cái người mà quyết định cho cuộc đời của mình, nó như là một cái thẩm phán duy nhất cho cái loài người. Và chính vì cái yếu tố đó mà chủ nghĩa nhân văn nó mang một cái tinh thần rất khoa học. Nó vượt thoát cái chủ nghĩa nhân văn trong tôn giáo như các tôn giáo của phương Tây. Và đặc biệt là chúng ta thấy là thời kỳ Trung Cổ đó, cái tinh thần nhân văn của xã hội phương Tây nó bị hạn hẹp trong cái tôn giáo học, mà tôn giáo học lúc đó là công giáo, và tất cả mọi cái quyền quyết định của con người nó đều nằm trong công giáo hết, và nó mang một cái tính cách cố thủ. Và đôi lúc người ta coi cái thời đại mà nhân văn của xã hội phương Tây á, vào thời Trung Cổ, nó giống như là một đêm dài Trung Cổ, tức là nó bị hạn chế trong cái niềm tin về thần giáo, về thượng đế, và tất cả mọi quyền lợi của con người đều do thượng đế quyết định. Và do đó cái sự chuyển biến mà rất lớn từ cái phong kiến sang cái thời kỳ Trung Cổ đó, nó bị hạn chế trong tôn giáo, và chính cái tôn giáo đó đã làm cho cái chủ nghĩa nhân văn bị đóng khung trong khuôn mẫu, và người ta coi đó là thời kỳ đen tối nhất của triết học. Không nói trên là lịch sử, nhưng mà nói trên phương diện triết học đó, người ta nói vào cái thời kỳ Trung Cổ đó thì tư tưởng triết học bị đóng khung trong thần giáo, và được xem là một thời kỳ đen tối nhất của triết học. Mình không có nói của những cái biến chuyển lịch sử, mà nói về của triết học đó, là thời kỳ đen tối của triết học. Và khi mà thoát ra khỏi cái thời kỳ đen tối đó, cho nên người ta nói là thời kỳ triết học ánh sáng đó. Chúng ta thấy là bắt đầu là có khoa học chứng minh những cái điều mà trước đây cho là thần khải, chẳng hạn như là trước đây người ta cho trái đất không phải là hình tròn, hoặc là trái đất là nó sẽ không có phải là quay quanh vũ trụ, mãi cho đến khi nhà khoa học Galileo ông đã khám phá ra là trái đất là hình tròn, là ông đã bị một sự phản ứng rất kịch liệt của những điều mà do thần khải là đã tuyên bố trái đất không phải là hình tròn đó, thì đó là ông phải trả giá cho cái sự hy sinh của ông rất là lớn. Và sau đó khoa học đã chứng minh được trái đất là hình tròn và quay xung quanh hệ mặt trời, thì lúc đó thì thời đại này được gọi là thời đại ánh sáng, tức là đưa cái tư duy triết học không còn là do thần quyết định nữa, không do thượng đế quyết định nữa, mà do con người tìm kiếm ra. Thì cái chủ nghĩa nhân văn trong cái sự biến chuyển của nó mang cái tính khoa học, là con người là trung tâm của vũ trụ và đã quyết định cho cái giá trị đạo đức của chính mình. Chính cái tinh thần này đó là cái đặc trưng của chủ nghĩa nhân văn. Tuy nhiên cái chủ nghĩa nhân văn nó mang một cái ý hướng là sao? Hướng đến cái gì tốt đẹp nhất, cao nhất của con người trên cuộc đời này, nhưng mà qua cách là hưởng thụ những cái gì mình tạo ra. Tức là mình tạo tác ra vật chất, cho nên con người mình có quyền hưởng thụ những cái điều gì mà con người đã làm ra được, đã phát minh ra được và sáng tạo ra được. Thì cái điều này á, nó khác biệt với cái tư duy của tư tưởng Phật giáo. Thì chúng ta sẽ phân biệt nó sau. Và các cái yếu tố mà để khẳng định lên cái tư tưởng nhân văn trong xã hội đó, chúng ta được nghiên cứu. Trong khi chủ nghĩa nhân văn trên một vài khía cạnh nào đó thực hiện hoặc bổ sung vai trò của tôn giáo trong cuộc sống con người, và vì vậy được xem như giữ một vị trí tôn giáo, chính nó lại không phải là một tôn giáo. Nó hoàn toàn tương hợp với chủ nghĩa tự nhiên và như thế tương hợp với chủ nghĩa vô thần, nhưng không phụ thuộc vào một loại nào trong
những loại chủ nghĩa này nó thực sự tương hợp đối với một số tôn giáo. Bởi vì cái tư tưởng của nhân văn là đạo đức, cho nên trong tôn giáo là tư tưởng của tôn giáo là tư tưởng hướng về con đường đạo đức, cho nên chủ nghĩa nhân văn được xem như là một cái vai trò bổ sung rất thực tế cho cái tôn giáo. Nó gần như mình nhìn nó gần như là tôn giáo, nhưng trên thực tế nó không phải tôn giáo, bởi vì nó không có tin vào thần, tức là vô thần. Và nói một cách đúng hơn đó là cái chủ nghĩa tự nhiên. Chủ nghĩa nhân văn phủ nhận cái ảnh hưởng quan trọng của cái siêu tự nhiên trong những vấn đề của con người, cho dù nó tồn tại hay không tồn tại. Về mặt này, chủ nghĩa nhân văn không hoàn toàn bài trừ vài dạng của thuyết hữu thần hoặc thần giáo tự nhiên nói chung, và nó có một số người theo cái chủ nghĩa nhân văn tự xem mình là mộ đạo, và một số tự xem mình là thành viên của các hiệp hội tôn giáo tự do. Chủ nghĩa nhân văn bài bác sự đề cao một cách mù quáng niềm tin vào năng lực siêu nhiên, nhưng không hẳn là bài bác chính những niềm tin ấy. Tức là chủ nghĩa nhân văn ra đời á, họ phủ nhận về thần giáo, nhưng mà một vài quan điểm nào đó thì họ cũng lại tin vào tôn giáo. Cho nên giữa cái mà cái tư duy của chủ nghĩa nhân văn được hình thành đó, nó mang một cái tính vừa tôn giáo mà vừa là không tôn giáo. Cho nên có một số người trong cái chủ xướng cái chủ nghĩa nhân văn này á, họ cho rằng họ là người của tôn giáo, nhưng mà có một số người á, họ tự do hơn và họ bài bác những cái niềm tin về cái năng lực siêu nhiên, chẳng hạn như là thần linh hoặc là đấng sáng tạo, thì những người này á, là họ bài bác tôn giáo. Cho nên nó còn một cái nó không đồng hóa hết là tôn giáo, mà nó cũng không hẳn bài bác hết tôn giáo. Tức là một số người chủ trương chủ nghĩa nhân văn vẫn mang tính tôn giáo. Thì ở đây cái đó là cái sự cái khẳng định cái yếu tố nhân văn trong xã hội nó là như vậy. Và chúng ta bàn luận về các cái hình thức chủ nghĩa nhân văn trong quá trình lịch sử nhân loại. Các hình thức chủ nghĩa nhân văn trong quá trình lịch sử của nhân loại là xu hướng tư tưởng thể hiện sự tôn trọng phẩm giá, quyền tự do và sự phát triển toàn diện của nhân cách cá nhân, bảo vệ tính người trong quan hệ xã hội. Chủ nghĩa nhân văn có nhiều sắc thái khác nhau. Đầu tiên nhất là chúng ta có thể nói là chủ nghĩa nhân đạo hay là chủ nghĩa nhân văn biểu hiện qua các cái cuộc đấu tranh của nông dân, thợ thủ công, giai cấp tư sản đang nổi dậy chống lại những hình thức bóc lột và áp bức phong kiến. Nó hình thành một cái chủ nghĩa nhân văn đầu tiên nhất đó là những cái cuộc đấu tranh của người nông dân, thợ thủ công để mà chống lại cái sự bóc lột áp bức của phong kiến. Và đến cái giai đoạn thứ hai của chủ nghĩa nhân văn được hình thành lớn hơn đó là chủ nghĩa thời phục hưng, cũng gọi là một trong những phong trào văn hóa mạnh mẽ buổi đầu của chủ nghĩa tư bản. Và cái thứ ba là chủ nghĩa nhân văn hay là chủ nghĩa nhân đạo chủ trương tự do tư tưởng, giải phóng con người khỏi sự chuyên chế tư tưởng của giáo hội, tức là thoát ra khỏi cái thần giáo đó, cõi và cái giống như chúng ta thấy là dùng cái từ giáo hội của công giáo đó, thoát ra khỏi cái tư tưởng của giáo hội, nêu cao phẩm giá và quyền của con người trong cuộc sống trần gian, tự do, công bằng và hưởng thụ. Đó là chủ nghĩa nhân văn hay nhân đạo tư sản, biểu hiện lợi ích của giai cấp tư sản đang lên, đồng thời cũng là lợi ích của nhân dân đương thời đòi hỏi xây dựng một xã hội công bằng để hạn chế mâu thuẫn giữa tự do cá nhân và lợi ích xã hội. Những đại biểu ưu tú chủ trương chủ nghĩa vị kỷ hợp lý, đặt dục vọng cá nhân dưới sự kiểm soát của lý tính và tiến hành giáo dục đạo đức. Tức là trong cái thời kỳ mà chuyển biến này đó, chủ nghĩa nhân văn nó vẫn còn mang cái tính là tư lợi cá nhân, cho nên nó được gọi là chủ nghĩa vị kỷ hợp lý. Tức là đưa mình lên hàng đầu và cho mình có cái quyền, có một cái ân sủng, một cái đặc ân là để lãnh đạo người khác, hay về mặt chính trị, hay về mặt kinh tế, về mặt các cái mặt nổi trội trong xã hội. Do đó mà trong cái thời điểm này đó, chủ nghĩa nhân văn nó được gọi là chủ nghĩa vị kỷ hợp lý, tức là
có quyền là như vậy. Những người giỏi là có quyền lãnh đạo và được có quyền hưởng thụ về vật chất, mặc dầu họ vẫn đề cao những cái tự do cá nhân và những cái lợi ích của xã hội. Tuy nhiên nó vẫn còn trong cái sự lợi ích cá nhân khá lớn, cho nên mới gọi là chủ nghĩa vị kỷ hợp lý. Và khi bước qua cái giai đoạn thứ tư là một trào lưu của chủ nghĩa nhân đạo, là chủ nghĩa xã hội không tưởng, phản ánh nguyện vọng của nông dân. Dân nghèo thành thị và của giai cấp công nhân còn phôi thai. Chủ nghĩa xã hội không tưởng tập trung vào sự chú ý vào các vấn đề quan hệ giữa con người với con người, đòi hỏi xây dựng một xã hội trong đó mọi người đều bình đẳng về của cải, bình đẳng trong lao động sản xuất và trong hưởng thụ. Chủ nghĩa xã hội không tưởng thế kỷ thứ 19 gắn liền với sự phê phán của chủ nghĩa tư bản đi đôi và nêu cao yêu cầu của giai cấp công nhân, tuyên bố lao động là nhu cầu tự nhiên và quyền xã hội của con người. Thì ở đây cái giai đoạn mà chủ nghĩa nhân đạo hay là nhân văn mà trong cái thời kỳ này á, thì được gọi là không tưởng. Bởi vì sao là không tưởng? Bởi vì các cái phong trào nhân văn vào cái lúc này đó là con người đấu tranh, và cái sự đấu tranh đó đòi hỏi là con người có một cái quyền lẫn nhau, nhưng mà cái quyền đó là quyền bình đẳng, mà đòi hỏi quyền bình đẳng về của cải, bình đẳng về cái sự lao động sản xuất trong hưởng thụ, và bình đẳng tất cả mọi cái nhu cầu sống. Thì ở đây tại sao mà nói là không tưởng? Bởi vì con người vốn khác nhau và cái sự làm việc nó cũng khác nhau, cho nên không thể nào mà bình đẳng về của cải được, và cũng không thể nào bình đẳng về cái địa vị xã hội cũng như là trong lao động sản xuất hoặc là hưởng thụ. Bởi vì như chúng ta biết là mỗi người họ làm theo năng lực và họ hưởng theo cái lao động của họ. Tức là người nông dân thì phải có cái lương bổng của nông dân, còn người giáo sư phải có cái lương bổng của nhà giáo dục, và người mà làm phát minh khoa học thì phải có cái lương của phát minh khoa học. Nếu như đồng bộ bình đẳng trong cái nhu cầu lương bổng và trong các cái lao động sản xuất và hưởng thụ đó, nó không thể nào nó thành công được. Và do nó không thành công được cho nên cái chủ xướng, tức là chủ xướng cho cái phong trào mà chủ nghĩa nhân đạo ở đây, nó không thành công, cho nên nó trở nên là không tưởng. Và bước qua cái giai đoạn kế tiếp đó là chủ nghĩa nhân đạo xã hội chủ nghĩa. Chủ nghĩa nhân đạo ở xã hội chủ nghĩa là những cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại chế độ tư bản, làm nảy sinh quan niệm mới về chủ nghĩa nhân đạo, thể hiện trong lý luận về chủ nghĩa cộng sản do Marx và Engels sáng lập. Chủ nghĩa Marx biểu hiểu bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội, chỉ có cải tạo lại toàn bộ xã hội mới có điều kiện giải quyết mâu thuẫn lâu đời giữa cá nhân và xã hội. Muốn thế phải thủ tiêu xã hội, trong đó chế độ tư hữu và chế độ chủ nghĩa cá nhân thống trị. Xã hội chủ nghĩa mới theo mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh, con người sống tự do hạnh phúc. Thì đây là cái chủ nghĩa Marx Lenin mà chúng ta xã hội chúng ta cũng thường học thuộc lắm đó. Tất cả những sinh viên mà ở nước Việt Nam của chúng ta bước vào cái thời kỳ sinh viên đại học là người nào cũng có ít nhiều học về cái triết lý của chủ nghĩa Marx Lê này hết. Tuy nhiên cái chủ nghĩa Marx Lê theo cái tình hình chính trị đó thì vẫn có một số là hưởng ứng, nhưng mà một số vẫn chưa chấp nhận, bởi vì nó chưa đáng đấu cái, những cái đấu tranh của nó chưa đem lại cái gọi là cái thành công một cách cụ thể, mà nó vẫn đang trong quá trình chuyển độ biến đổi của nó mà thôi. Thì hiện tại thì mình cũng không bàn sâu về cái tình hình chính trị này, nhưng mà trên thực tế đó thì những cái tư tưởng mà gọi là xóa bỏ cái giai cấp này, đánh đổ giai cấp kia để làm cho dân giàu nước mạnh, thì nếu con người vẫn còn tham sân si thì cái chủ trương, chủ xướng đó dù là nhân văn, nhân đạo, bình đẳng hay cái gì không cần biết, nó cũng sẽ không bao giờ đi đến một cái lý tưởng rốt ráo gọi là mục tiêu cuối cùng của nó, và nó chỉ là một sự biến chuyển mà thôi, biến chuyển trong tư duy và tư tưởng triết học. Thì đó là những cái mà chúng ta đi ngang qua các cái hình thức chủ nghĩa nhân văn trong quá trình lịch sử nhân loại. Và cái bài nội dung chính của chúng ta là bàn luận về các cái quan điểm dị đồng giữa tư tưởng Phật giáo và chủ nghĩa nhân văn. Cái quan điểm đầu tiên mà
Như chúng ta đã nói, Phật giáo nổi bật là một tôn giáo và là một triết học mà nó hình thành từ cách đây 2600 năm, là nhân văn trong nhiều phương diện và trong những ngữ cảnh khác nhau mà thuật ngữ nhân văn đã vay mượn những đặc trưng của Phật giáo mà làm cho nó vượt bậc hơn chủ nghĩa nhân văn, là được bàn luận ở những cái quan điểm tư tưởng đạo đức. Thì cái nhân văn mà nổi trội nhất của tư tưởng Phật giáo đó là về tư tưởng đạo đức của Phật giáo. Thì trong cái tư tưởng đạo đức của Phật giáo, cái quan điểm đầu tiên mà chúng ta thấy nó có những cái tương ứng với cái chủ nghĩa nhân văn, tư tưởng Phật giáo của chúng ta có những điểm giống nhau về chủ nghĩa nhân văn, là điều đầu tiên nhất là không có một sự áp đặt nào trong đạo Phật như là thần sáng tạo, thần gìn giữ, và bên ngoài con người thì không có một cái quyền năng nào cả, mà chỉ có con người mới là có cái khả năng phán quyết chính cuộc đời của mình. Như chúng ta thấy trong những cái câu kệ pháp cú mà Đức Phật đã nói là tự mình là hải đảo của chính mình đó, rồi tự mình là đốt đuốc lên và đi, nó biểu hiện một cái tự chủ, tự do ý chí của chính con người bằng những hành động của mình. Thì như giống như chúng ta đã bàn luận về cái học thuyết nghiệp cũng vậy, nghiệp con người là chủ nhân, ông là người thừa tự chính cái nghiệp của mình tạo tác ra, do đó là hành động và tự do ý chí của con người là do chính con người quyết định. Và đó là cái mà đầu tiên khi mà chúng ta bàn về cái chủ nghĩa nhân văn, thì một cái quan điểm tương đồng đầu tiên giữa Phật giáo và chủ nghĩa nhân văn là không tin vào một cái đấng thần linh sáng tạo nào có thể là có quyền phán quyết giáng ban phước hay giáng họa, mà ở đây là con người tự do ý chí hành động và thừa tự với cái nghiệp của mình, tức là mình đã tạo tác như thế nào thì mình phải chấp nhận như thế ấy. Đây là cái quan điểm đầu tiên nhất giữa chủ nghĩa nhân văn và tư tưởng Phật giáo, có một sự đồng nhất với nhau về trong tư tưởng như vậy. Và cái điều thứ hai mà chúng ta thấy, và cái điều này trong các cái bản kinh Nguyên Thủy hay là bản kinh của Phật giáo phát triển, thì chúng ta thấy không những là Phật giáo cũng nói về các cái gọi là cái cảnh giới khác, chẳng hạn như cảnh giới chư thiên. Thì ở đây chúng ta thấy là trong kinh Nguyên Thủy vẫn nói lên có 33 cảnh giới, trong đó là bao nhiêu cảnh giới của chư thiên và bao nhiêu cảnh giới ở con người của chúng ta, chỉ là một cảnh giới ở giữa, là trong cái lục đạo đó thì con người là đứng ở giữa. Thì đối với cái nó khác là Phật giáo tuy là nói con người là chủ nhân của nghiệp và là thừa tự của nghiệp, có quyền quyết định tự do ý chí của chính mình, nhưng đồng thời Phật giáo cũng tuyên thuyết về những cái cảnh giới chư thiên, tức là không chứng minh được. Nhưng mà trên chủ nghĩa nhân văn nó không có bàn luận cái này. Chủ nghĩa nhân văn không bàn luận đến những cái cảnh giới gọi là của chư thiên, những cái cảnh giới như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là chủ nghĩa nhân văn hoàn toàn không có bàn luận. Nhưng trong Phật giáo, trong tư tưởng Phật giáo, đạo đức Phật giáo nói lên cái hành động con người có thể đưa con người đến các cảnh giới, và các cảnh giới đó được giải thích qua là cảnh giới chư thiên hoặc là cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là như thế nào đó. Và đồng thời trong cái sự giải thích như vậy, nhưng mà Phật giáo thì lại không tin tưởng vào các loại thần, mặc dầu là con người cũng được biến chuyển lưu chuyển trong lục đạo luân hồi, nhưng cái lục đạo luân hồi đó con người không bị quyền quyết định của thần linh. Và đồng thời một điểm nữa đó là con người cũng có thể thoát ra khỏi cái luân hồi đó, mà ở chủ nghĩa nhân văn hoàn toàn họ không có bước tới được, họ không thể nào nghiên cứu hoặc là bàn luận đến những cái điều mà Phật giáo đã nói về cái tư tưởng luân hồi của con người trong các cõi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng Phật giáo khẳng định con người là chủ nhân ông, nhưng cái chủ nhân ông đó con người có thể trải dài cái kiếp sống luân hồi của mình, nhưng đồng thời cũng có thể giải thoát ra khỏi nó. Đó là chẳng hạn như những vị Phật, những vị A-la-hán đạt được vô sanh, tức là không bị cái quy luật tự nhiên chi phối nữa, tức là thoát ra khỏi được quy luật của tự nhiên. Thì đây là cái điểm cao của chủ nghĩa nhân văn trong Phật giáo. Trong khi chủ nghĩa nhân văn họ không dám bàn luận tới cái vấn đề này, nhưng tư tưởng Phật giáo bàn luận đến con người là chịu cái quy luật tự nhiên, nhưng đồng thời thoát ra khỏi cái quy luật tự nhiên, tức là con người làm chủ cái nghiệp của mình, nhưng đồng thời thoát ra khỏi được cái nghiệp của mình, giống như là vô hiệu nghiệp mà chúng ta đã bàn luận trong cái học thuyết nghiệp. Và cái điểm kế tiếp
trong cái quan điểm của giữa nhân văn và Phật giáo. Thì ở đây đó, cái chủ nghĩa nhân văn nó mang tư tưởng chính trị, nhưng tư tưởng nhân văn của Phật giáo hoàn toàn không có chính trị, và không có một cái sự cực đoan phân biệt chủng tộc trong Phật giáo. Trải nghiệm của trải nghiệm cá nhân là cái hình thức mà tu tập cao nhất đối với tư tưởng của Phật giáo, bởi vì Phật giáo chú trọng về kinh nghiệm cá nhân. Và trong cái kinh nghiệm luận này, đạo Phật được đưa vào chủ nghĩa nhân văn như là một cái hình thức là con người có thể trong cái quá trình sinh tồn đó, con người có những cái khả năng tự tiếp xúc với cái vũ trụ và tự tồn tại, chẳng hạn như là sáu căn tiếp xúc với sáu trần chẳng hạn như vậy. Và các cái thức ăn của trong cái theo cái nhân văn của Phật giáo, nó mang một cái tính dân chủ, do đó nó không mang cái chủ nghĩa giáo điều. Và trong cái tự do và khuyến khích trong đạo Phật được minh họa trong những cái bài kinh như là Kalama, thì chúng trong ta thấy trong cái bài kinh này đó, cái tư tưởng nhân văn trong Phật giáo là không ép hay là ràng buộc bất cứ người nào đó phải theo cái tư duy của Phật giáo, hoặc là phải chấp nhận tư tưởng của Phật giáo một cách thuần túy, mà người đó là tự mình trải nghiệm. Cho nên cái kinh nghiệm được nâng cao là đòi hỏi người đó sau khi trải nghiệm rồi hãy chấp nhận hay không chấp nhận. Giống như cái câu mà chúng ta thường nghe đó là Ehi Basiko, đến rồi tri và nhận, tức là tự mình biết rồi chấp nhận nó hay không. Còn thí dụ như là các cái tư tưởng tôn giáo thì thường là họ bắt những cái người mà tin theo cái tôn giáo của họ tin một cách vô điều kiện. Nó mang một cái tính ràng buộc và nó giáo điều. Thì trong cái tư tưởng của Phật giáo không mang tính giáo điều. Tuy nhiên cái điều này nó trùng hợp với cái tư tưởng của nhân văn. Tư tưởng nhân văn là không có ràng buộc, không có giáo điều. Nhưng cái tư tưởng của nhân văn nó mang tính chính trị. Tư tưởng nhân văn của Phật giáo là để giải thoát. Cho nên hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Nó không có, nó vừa đồng nhau nhưng mà nó vừa khác nhau. Tức là vừa có dị và đồng. Đạo Phật thì đi ngược lại những gì tập quán của đạo Bà La Môn, và đạo này đại diện cho sự thống trị con người Ấn Độ thời Phật giáo, trong thời kỳ mà Phật giáo ra đời. Và trong cái thời kỳ này ở các nước thì đó là những cái thời kỳ mà gọi là triết học ngụy biện của Socrates, hoặc là những cái nhà mà gọi là Sophist đó. Và ở Trung Quốc là những thời là của ngài Khổng Tử, Lão Tử. Thì ở đây đó, mặc dầu tư tưởng của con người lúc đó là đến cái đỉnh điểm phải có sự thay đổi, thì cái thay đổi đó được gọi là nhân văn. Thì ở Trung Quốc cũng có theo tư tưởng của đạo Khổng trong tư tưởng nhân văn. Thì ở Ấn Độ đó là tư tưởng của Phật giáo, và các nước thì là tư tưởng của những nhà triết học, triết gia. Và cái tư tưởng mà trong Phật giáo mà chúng ta thấy nó có một cái sự giống như là gần như là phản đối hay là phản bác lại, mình dùng cái từ phản đối hay phản bác lại đối với các cái triết gia suy đoán hay là các triết gia mà Sophist. Tức là Đức Phật tuyên bố là những cái điều gì là phải do con người trải nghiệm, chứ không có tranh biện theo cái lý luận triết lý. Nhưng trong khi đó thì các cái tư tưởng nhân văn nó vẫn còn mang trong cái tính tương đối là có tranh biện, và nó có những cái suy đoán trong cái suy đoán. Trong khi đó Phật giáo thì không chấp nhận sự suy đoán, mà ở đây nó phải là hiện thực, và hiện thực đó là con người phải trải nghiệm. Chính vì vậy mà trong cái bài kinh Kalama đó thì Đức Phật nói là không nên nghe những gì mà do truyền thuyết nói, không nên nghe những gì mà do cái người đó là một vị thầy hay là một vị mà gọi là nổi tiếng, mà ở đây là tự mình trải nghiệm những điều đó, và mình chấp nhận hay không là do quyền quyết định của mình. Thì ở đây trong cái tư tưởng nhân văn á, thì mặc dầu mỗi một cái biến chuyển của xã hội, của quốc gia thì nó có sự biến chuyển khác nhau, như là ở các nước phương Tây khác, rồi ở Trung Hoa khác, ở Ấn Độ khác, nhưng tư tưởng Phật giáo được phát triển trên cái tinh thần là đi ngược lại với những cái tư duy triết học cũng như là của tôn giáo khác. Tất cả ngay cả triết học thì về triết học mà gọi là ngụy biện đó, thì Phật giáo cũng không có mang tính ngụy biện, tức là không có chấp nhận những cái tư tưởng Sophist. Thì đó là cái tư tưởng, cũng là tư tưởng đạo đức, nhưng mà cái tư tưởng đạo đức của Phật giáo hoàn toàn không mang tính Sophist và ràng buộc giáo điều. Thì ở đây thêm một cái nguyên tắc mới nữa trong cái chủ nghĩa bình đẳng và chủ nghĩa nhân văn của nhân văn
theo cái nền triết học và cái tư tưởng nhân văn của Phật giáo, nó lại có một cái điểm chung nữa, đó là các cái nguyên tắc về bình đẳng và dân chủ được minh chứng rõ ràng trong các cái trường hợp. Thì đặc biệt là tư tưởng Phật giáo thì cái tinh thần bình đẳng và dân chủ là chúng ta thấy như là bình đẳng về cơ hội hay là bình đẳng trong tăng đoàn mà chúng ta đã bàn luận trong cái bài mà chủ nghĩa bình đẳng đó. Thì cái bình đẳng về cơ hội và chủ nghĩa và trong tăng đoàn là một trong những cái minh chứng về cái tinh thần nhân văn là bình đẳng và dân chủ của tư tưởng Phật giáo. Và cái tư tưởng nhân văn này được lưu truyền rất rõ nét trong cái chế độ xã hội của Phật giáo từ thời của Đức Phật nhập Niết Bàn, sau khi Phật nhập Niết Bàn cho đến thời và vua Asoka được xiển dương rất là hưng thịnh. Và đặc biệt là những cái lời dạy về đạo đức nó trở thành một cái hình thức chủ nghĩa nhân văn được vua Asoka xiển dương qua các cái chỉ dụ về mà bảo vệ cái quyền sống và cái xóa bỏ giai cấp, cũng như là giúp cho con người thoát khỏi những cái sự khổ đau mà vua Asoka đã ghi lại trong các cái chỉ dụ của ổng trong cái thời đại của vua A Dục, là gọi là vua Asoka đó. Thì cái chủ nghĩa nhân văn được nổi trội nhất, được áp dụng một cách rộng rãi trong xã hội là vào thời kỳ của vua A Dục. Và không chỉ dựa vào hiện tượng quan của thế giới, nhận thức và suy nghĩ của con người, thậm chí trong quan niệm của con người đã được đúc kết qua thời gian. Nhận thức luận và bản thể học của Đức Phật gần như cùng với quan niệm của chủ nghĩa nhân văn, mà một trong những cái chủ nghĩa nhân văn mà tư tưởng mà khởi xướng cho cái tư tưởng nhân văn hiện đại đó là ông William James. Thì tư tưởng giáo dục của ông William James này á, là nhằm để đưa cho con người từng bước, cái đạo đức á, được từng bước phát triển qua cái hệ giáo dục. Thì cái tư tưởng mà về nhân văn này thì nó hoàn toàn là nó phù hợp với trong tư tưởng của Phật giáo. Và cái các cái lý luận về cái chủ nghĩa nhân văn trong cái nền triết học á, thì nó cũng không có mấy khác gì trong cái tư tưởng phát triển về giáo dục nhân văn của Phật giáo. Là hai cái này nó giống nhau. Và cái điểm thứ sáu đó là chủ nghĩa nhân văn của đạo Phật tỏa sáng ở tính nhân văn, phân tích giải pháp cho bất kỳ cho cái tình trạng bất như ý của con người. Đức Phật thấy cuộc đời là đau khổ, và cái đau khổ đó là do vô thường và cái vô minh. Chính những cái điều này thì các cái tôn giáo khác hoặc là các nhà triết gia cho đạo Phật là bi quan. Tuy nhiên trên vấn đề thực nghiệm đó thì Đức Phật chỉ ra cái khổ, nhưng đồng thời Đức Phật lại chỉ ra cái sự thoát khổ. Thì đó không phải là một cái tư tưởng bi quan trong nhân văn, mà các cái triết gia thì họ nhìn vào cái tuyên bố đầu tiên của đạo Phật, đây là khổ, thì họ cho rằng là đạo Phật mang cái tư tưởng nhân văn rất là bi quan. Trong khi đó trên thực tế đó thì Đức Phật chỉ nói là đây là khổ, nhưng Ngài đã nói ra nguyên nhân của khổ và sự thoát khổ và con đường đi đến sự thoát khổ. Thì rõ ràng cái nhân văn đạo đức của Phật giáo đó nó mang một cái tính cách sự thật, chỉ thật ra cái nguyên lý và nguyên tắc đạo đức của con người. Còn cái chủ nghĩa nhân văn họ chỉ muốn cái gì đem lại là lợi tức tức thì, tức là lợi ích giá trị ngay, nhưng họ không có đưa vào cái lập luận như mà logic như là Đức Phật đã đưa ra. Và những nguyên tắc đạo đức của đạo Phật cũng có một dấu hiệu rõ ràng triển vọng nhân văn, là từ những cái tinh thần đạo đức mà chúng ta thấy là cái tinh thần đạo đức đó được phát triển rất là hưng thịnh trong bất cứ quốc gia nào mà đã có ảnh hưởng tư tưởng của Phật giáo, chẳng hạn như là tư tưởng tự lợi lợi tha, tư tưởng bất bạo động và tư tưởng tứ vô lượng tâm. Thì những cái tư tưởng này hình thành cái giá trị nhân văn trong đời sống xã hội. Thì chúng ta sẽ bước sang cái phần mà cái phần thứ tư, đó là giá trị nhân văn Phật giáo trong xã hội. Cái quan điểm đầu tiên trong cái giá trị nhân văn Phật giáo trong xã hội, cái mặt này nó mang cái tính
ứng dụng thực tiễn về cái giá trị nhân văn. Bởi vì như chúng ta đã biết, cái triết học Phật giáo hay là tư tưởng Phật giáo sẽ không có giá trị nếu như mặt ứng dụng của nó bị hạn chế. Nhưng mà trong cái tư tưởng Phật giáo bao giờ cũng có một sự ứng dụng rất là thiết thực, lợi ích ngay trong hiện tại. Do đó nó mang cái tính nhân văn rất cao trong cái tư tưởng nhân văn của triết học. Chính vì vậy mà người ta xem cái chủ nghĩa nhân văn của Phật giáo là một trong những cái nền tảng trong chủ nghĩa nhân văn của nền triết học. Thì ở đây cái điều đầu tiên nhất đó là cái cấu trúc xã hội, mà cấu trúc xã hội đó nó sẽ được ổn định hơn nếu như con người biết phát triển được tư tưởng đạo đức trên tự lợi và lợi tha. Thì cái điều này như chúng ta đã bàn luận trong cái giáo lý của Đạo Phật của chúng ta, cái tư duy này là tư duy đầu tiên nhất trong nền tảng triết học chính trị xã hội, mà chúng ta đã bàn luận về cái tinh thần vô ngã vị tha đó. Thì cái vô ngã vị tha này á, nó phải mang tính tự lợi và lợi tha. Chứ nếu như không tự lợi thì làm sao mà có lợi tha được. Thì trong cái tư duy nền tảng đạo đức tự lợi và lợi tha này được ứng dụng một cách thực tế như thế nào trong cái thời của Đức Phật, và ngay cả trong chúng ta không có nói về các nước xa xôi, mà chúng ta có thể nói đến một vài cái Phật giáo các nước, chẳng hạn như là mà chúng ta có thể nổi trội, đó là tư tưởng Phật giáo của Tây Tạng, hoặc là tư tưởng Phật giáo của Việt Nam của chúng ta. Chẳng hạn như tư tưởng Phật giáo Việt Nam của chúng ta, nó có một sự là kết hợp rất là hài hòa và phong phú. Có nghĩa là cái tư tưởng đầu tiên nhất mà trong cái nền sự phát triển của Phật giáo Việt Nam của chúng ta, nó vừa có tính nguyên thủy nhưng mà nó vừa có tính đại thừa. Và cái tính nguyên thủy đại thừa này, mặc dầu nó phát triển nổi trội theo từng thời đại, chẳng hạn như cái thời kỳ của vua Trần Nhân Tông, nó không hẳn là của đại thừa hoàn toàn, mà nó cũng không hẳn là nguyên thủy hoàn toàn, nhưng mà nó vốn bản chất nó đã được kết hợp ngay từ khi được du nhập vào. Do đó là chúng ta thấy là khi mà nghiên cứu về lịch sử Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, nếu mà tách bạch ra Phật giáo đại thừa và nguyên thủy khác nhau thì nó có một cái gì đó nó chưa đúng lắm, nó chưa đúng thuần chất. Bởi vì khi mà Phật giáo được du nhập vào đất nước Việt Nam của chúng ta, nó đã bản chất nó đã có một sự kết hợp hài hòa ngay từ đầu tiên. Chẳng hạn như chúng ta đọc về thiền của Trần Nhân Tông, nó hoàn toàn nó không mang tính là theo cái của 33 dòng truyền thừa của tổ, theo cái tổ Bồ Đề Đạt Ma, mà nó cũng không thuần chất của nguyên thủy, hoàn toàn nó không thuần chất của nguyên thủy, cho nên nó được kết hợp. Và trong cái tinh thần kết hợp đó, Phật giáo Việt Nam đã làm cho cái văn hóa Việt Nam và tư tưởng Phật giáo Việt Nam được phát triển hưng thịnh và nổi trội trong một cái điểm sáng chói riêng của nó, lan tỏa riêng của nó. Thì về cái vấn đề mà xã hội ổn định trên nền tảng đạo đức tự lợi tự tha này, nó cũng mang một cái tính nhân văn rất nền tảng trong cái tư tưởng chủ nghĩa nhân văn của Phật giáo. Thì mời quý thầy quý cô mình bàn luận trong cái tư tưởng mà tự lợi lợi tha này, trong tư tưởng Phật giáo Tây Tạng là một trong những cái Phật giáo được phát triển mà chúng ta thấy nổi trội, và tư tưởng Phật giáo nguyên thủy và tư tưởng Phật giáo của Việt Nam của chúng ta. Thì thật sự ra Việt Nam thì như đã nói rồi, nó có một sự kết hợp hài hòa giữa tư tưởng của nguyên thủy và phát triển. Mặc dầu bây giờ chúng ta vẫn có những dòng thiền, những dòng những cái hệ phái tu tập, chẳng hạn như của Lâm Tế Chánh Tông, hay là của Thiền Tông, hay là của tất cả các trường phái. Khất sĩ thì nó quá rõ ràng rồi, khất sĩ thì nó tách bạch ra là nó không có giống truyền thừa từ cái nào, mình thấy nó rõ. Nhưng mà chúng ta thấy cái Bắc Tông cũng vậy thôi. Bây giờ chúng ta nói mà Bắc Tông của Việt Nam mà nó giống Bắc Tông của Trung Quốc là không thể nào, không thể nào giống một cách thuần túy được. Và cái nguyên thủy của Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó, nói mà giống nguyên thủy của Phật giáo chân truyền, nó cũng không thể nào mà giống một cách thuần túy. Do đó chúng ta có thể bàn luận trong cái vấn đề mà cái tư tưởng tự lợi lợi tha mà chúng ta nhìn trên cái phương diện ứng dụng xã hội. Thì xin mời quý thầy mình, mỗi người chúng ta có thể bàn luận trong cái ba cái lĩnh vực chính, tức là tự lợi lợi tha trên Phật giáo nguyên thủy. Thì mời quý thầy chúng ta có thể bàn luận cái tinh thần tự lợi lợi tha của Phật giáo nguyên thủy trước. Mời quý thầy có ý kiến của Phật giáo nguyên thủy trước, rồi chúng ta mới đến cái Phật giáo phát triển, rồi chúng ta sẽ bàn luận đến cái Phật giáo của Tây Tạng là Phật giáo nổi trội. Kính thưa cô và đại chúng, theo tinh
tinh thần nhân văn trong Phật giáo của giáo Nguyễn Thủy về vấn đề tự lợi. Sau khi Đức Phật chứng đạo thì Đức Phật chuyển pháp luân với độ 5 anh em Kiều Trần Như. Sau đó thì những người bạn của Gia Xá, những vị A-la-hán đầu tiên, 60 vị tỳ kheo, thì Đức Phật nói hãy ra đi mỗi người mỗi ngã, hai không đi, hai người chung một đường. Đó là tinh thần dấn thân phụng sự sau khi mình đã làm tròn bổn phận của một đời sống xuất gia phàm hạnh. Thì đem giáo pháp của Đức Phật rao truyền toàn hảo ở đoạn đầu, toàn hảo ở đoạn giữa và toàn hảo ở đoạn cuối. Một Phật. Sau này các vị tỳ kheo kế tiếp vẫn đi giống như Ngài Phú Lô Na, là một trong những tấm gương sáng cho con đường dấn thân phụng sự lợi tha. Một Phật. Dạ, cảm ơn sư đã phát biểu. Thì như chúng ta đã thấy sư nói là nó đúng theo cái nguyên thủy là như vậy. Thì ban đầu Đức Phật sau khi Ngài đã giải thoát hoàn toàn, tức là trở thành một vị Phật chánh đẳng chánh giác, thì cái sự thành Phật của Ngài không phải là do cho Ngài được an hưởng cái cảnh giới Niết Bàn, mà cái sự thành tựu của Ngài là để độ sanh. Và cái sự độ sanh của nguyên thủy tự lợi và lợi tha nó khác, tức là dùng cái phạm hạnh thanh tịnh của mình để tự lợi và lợi tha, nó khác nhau à nha. Ví dụ như của nguyên thủy là tự mình phải giải thoát trước và mới đem cái hình ảnh phạm hạnh giải thoát này đi vào trong nhân gian và giúp cho người nhân gian biết buông đi những cái tham muốn về vật chất của xã hội, biết dừng lại và biết sống đời sống phạm hạnh đến mức có thể. Tại vì người nhân gian họ đâu có thể sống được như một cái người giải thoát của người xuất gia. Nhưng mà các cái ngài mà tu tập theo Phật giáo nguyên thủy đó, cái tự lợi của các ngài là phải tự mình giải thoát. Giải thoát đến theo từng bậc, tức là giải thoát theo cái cơ duyên của mình. Có người thì hoàn toàn, có người ở mức độ A-na-hàm, A-la-hán hay là tu đầu quần gì đó, chẳng hạn như ngài A-nan. Ngài vẫn là một vị tu đầu quần mãi cho đến khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài mới đắc quả A-la-hán. Nhưng mà cái hình ảnh của ngài A-nan cũng rất là sống động và rất là mô phạm, rất là gương mẫu đối với cái hàng đệ tử tại gia của Đức Phật thời bấy giờ. Chúng ta thấy là người ta rất kính ngưỡng ngài A-nan như là một vị phạm hạnh thanh tịnh. Mặc dù ngài chỉ ở mức độ là tu đà quần thôi. Trong cái vấn đề tự lợi của ngài nó có hạn chế theo cái nhân duyên và cái lời phát nguyện, cái hạnh nguyện phát nguyện, chứ không phải là ngài không đạt được cái quả vị. Nhưng mà cái hạnh nguyện phát nguyện của ngài là ngài phải làm cho xong cái đó nó mới được giải thoát hoàn toàn. Thì cái này chúng ta cũng thấy ghi rất rõ trong cái hạnh nguyện của ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất. Ngài Mục Kiền Liên cũng đâu có phải là tệ, ngài Xá Lợi Phất cũng tệ, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên phải 7 ngày mới chứng quả A-la-hán, ngài Xá Lợi Phất phải 14 ngày, trong khi những cái người khác á chỉ nghe Đức Phật nói một câu Ehi Basiko là chứng quả A-la-hán ngay tại chỗ. Nhưng mà chúng ta vẫn nhìn nhận không, những vị mà chứng quả ngay tại chỗ không phải là những vị đại đệ tử của Đức Phật, tức là họ vẫn là đệ tử giải thoát nhưng không phải là đại đệ tử, tức là không có cái công bằng pháp. Chúng ta thấy là những cái vị mà nằm trong đại đệ tử của Phật là những cái vị có một cái công xứng đáng đứng bên kế cận bên Đức Phật để mà hoằng truyền cái con đường giải thoát. Thì ở đây đó, cái tự lợi và lợi tha của Phật giáo nguyên thủy đó là nó mang trên tính cách đạo đức phạm hạnh của cá nhân, đạo đức phạm hạnh cá nhân là chính, và đem lại cho cái con người nhìn vào cái phạm hạnh đó, cái mô phạm đó, con người có một cuộc sống chuẩn mực về đạo đức, tức là nó từ cái phạm hạnh đó. Còn khi mà chúng ta thấy khi bước qua Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo phát triển, thì cái tinh thần tự lợi lợi tha này đó là nó mang một cái tính phổ quát hơn, rộng hơn. Nhưng cái tự lợi nó phải dừng lại trên cái con đường Bồ Tát Đạo. Tức là chúng ta thấy rằng cái con đường tự lợi của bên Phật giáo Đại Thừa được xiển dương cao nhất trong những bộ kinh như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, và như bộ Hoa Nghiêm chúng ta thấy Thiện Đại Tài Động Tử đó, như là một dấn thân. Tới chỗ hoàn cảnh nào thì dấn thân trong hoàn cảnh đó. Và cái biểu tượng dấn thân cao nhất của tự lợi và lợi tha của Phật giáo Đại Thừa đó là hình ảnh Bồ Tát Quán Thế Âm nữa. Những vị Bồ Tát mà trong Phật giáo nguyên thủy là những cái mô phạm phạm hạnh, thì trong cái Phật giáo phát triển là những cái mẫu hình lý tưởng để mà dấn thân. Và lý tưởng dấn thân chúng ta thấy như là Quan Âm đi tới đâu là thí dụ như có khi làm tể tướng, có khi là làm nữ tỳ, có khi làm là quan lại. Chúng ta thấy là những cái biến tướng của Đức Quan Âm là một cái sự dấn thân lợi tha rất là cao, và con đường của giải thoát của mình dường như dừng lại cho cái hạnh nguyện Bồ Tát.
bởi vì hạnh nguyện Bồ Tát cho nên dừng lại sự giải thoát và để hoàn mãn cho con đường là độ tha. Tuy nhiên nó phải có nền tảng. Nếu như chúng ta không đạt được cái tự lợi trước mà phát nguyện quá lớn đó thì nó hết chất xám luôn, hết hết sức luôn, thì cái này nó lại đi ngược lại. Mình chưa độ tha thì tha đã độ mình. Thì cái này nó mang cái tính ngược lại. Phật giáo Đại Thừa rất là phát triển, rất là đẹp, rất là hay, nhưng mà rất nguy hiểm, khá là nguy hiểm. Và cái chữ sự khá nguy hiểm này nó cũng làm cho Phật giáo dễ bị suy thoái. Đây là một cái điều mà sự thật hiển nhiên mà chúng ta thấy rằng Phật giáo Đại Thừa phát triển rất mạnh, rất lớn, nhưng mà vẫn là vô cùng nguy hiểm. Rất nguy hiểm nếu như chúng ta không giữ gìn được cái diền mối nền tảng ban đầu, tức là cái đạo đức ban đầu đó, là nó dễ dàng bị các cái tôn giáo khác hay là bị cái xã hội hóa đi. Thì đó là cái tư tưởng phát triển. Nhưng mà một cái tư tưởng mà nổi trội bây giờ đó là tư tưởng của Phật giáo Đại Thừa, mà gọi một cái chữ khác nó khác thường hơn, đó là Kim Cang Thừa. Chúng ta thấy là bây giờ người ta dùng cái Phật giáo Tây Tạng đó là Kim Cang Thừa. Tại sao người ta dùng cái chữ Kim Cang Thừa? Tức là cái người mà muốn đi tự lợi và lợi tha đó, là cái người đó phải đạt được tâm kim cương. Tâm kim cương, mà cái tâm kim cương phải được huấn luyện trong quá trình là tự độ trước. Tức là trong quá trình mình chưa giải thoát hoàn toàn trên cái con đường hạnh nguyện Bồ Tát của mình, thì cái tâm của mình phải vững. Mà trong cái vững đó là chúng ta phải được đào tạo trong cái hệ thống giáo dục, và sự đào tạo đó cái tâm mình phải như kim cương, thì lúc đó mình dấn thân nó mới không bị xã hội hóa. Còn bằng không á, trong cái tinh thần mà tự lợi lợi tha mà chưa được đặt trên cái nền tảng đạo đức nguyên thủy đó, thì nó cũng rất là dễ. Thứ nhất là chúng ta không làm được ổn định xã hội, nhưng mà ngược lại chúng ta sẽ bị xã hội hóa. Thì hai cái nó mang cái tính rất là thực tế như vậy. Do đó khi chúng ta bàn về cái nhân văn mà muốn ổn định được xã hội thì con người phải có cái tinh thần tự lợi và lợi tha. Và cái điểm thứ hai là xã hội hòa bình trên nền tảng bất bạo động. Thì trên nền tảng bất bạo động đó là tình, như chúng ta biết đó, chữ ahimsa là vô hại, tức là không được làm hại người. Nhưng mà trong cái vấn đề vô hại đây á, nó cũng mang một cái tính là không được hại mình, không được hại người và không được hại cả hai. Chứ nếu như mà mình lợi người mà hại mình á, thì điều này Phật giáo không có tán thán. Chính vì vậy cái tư tưởng vô hại này phải được xuất phát tu tập trên nền tảng đạo đức. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là vào thời Đức Phật, Phật giáo Nguyên Thủy đó, có một câu chuyện là về cái sự tích về giới luật đó, cái giới mà không sát sanh đó, là chúng ta thấy rằng cái giới không sát sanh đầu tiên là do các vị tỳ kheo được nghe những lời thuyết pháp của Đức Phật, quán tưởng về cái thân bất tịnh này, và cái thân này nó nhơ nhớp trong 32 cái thể trược. Và do quá các vị tỳ kheo nghe về cái thân thể nó quá nhơ bẩn như vậy, bắt đầu sanh tâm nhàm chán. Và khi tâm nhàm chán, do chưa đạt được sự giải thoát cho nên các ngài muốn tự giải thoát bằng cách là tự sát, là tự tử. Và chúng ta thấy là các vị là hỗ trợ nhau, tức là vị này hỗ trợ cho vị kia tự sát và vị kia hỗ trợ cho vị nọ tự sát, bởi vì mình tu mà nó không giải thoát được, mà cái thân này nó quá nhàm chán và nó quá đau khổ mà mình cứ phải chịu đựng nó, mà mình phải sống với nó, cho nên các vị muốn nhanh. Thì cái tư tưởng này ngay thời Đức Phật đã bị đưa ra một cái giới là không sát sanh, tức là không được tự hại. Không được tự hại tức là không được tự mình sát hại bản thân mình, mà phải phát huy cái tinh thần tu tập bằng đạo đức nhân văn, là phải tự mình lợi trước, chứ không phải là sự giết hại. Tự sát như vậy là sự giải thoát. Đây là cái tư tưởng đầu tiên trong cái sự tích về giới luật, nhưng đồng thời trong cái tính vô hại. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tinh thần vô hại của Phật giáo đó, được đất nước Ấn Độ họ không theo Phật giáo, nhưng mà họ phát triển trong cái tư duy bất bạo động này rất là lớn qua cái hình ảnh của Ngài Gandhi. Chúng ta thấy rằng trong các cái cuộc đấu tranh á, mà cái cuộc đấu tranh mà bất bạo động của Ngài Gandhi được xem là một cuộc đấu tranh là đạo đức nhân văn lớn nhất trên thế giới. Bởi vì trong các cuộc đấu tranh bao giờ cũng súng đạn và có một sự tranh giành rất lớn, nhưng cái tư duy bất bạo động của Ngài Gandhi trở thành như là một vị thánh. Và đây là một tư tưởng nhân văn về cái bất bạo động lớn nhất mà được thế giới ca ngợi về tinh thần bất bạo động. Thì tinh thần bất bạo động này, hiện tại một trong những vị lãnh đạo về tôn giáo mà
chiến dương cao nhất đó là Ngài Đạt Lai Lạt Ma thứ 14, là Phật giáo Tây Tạng bây giờ. Thì Phật giáo Tây Tạng bây giờ là cái tinh thần đấu tranh bất bạo động. Mặc dù là đất nước Tây Tạng bây giờ là đã hoàn toàn gần như là bị xóa bỏ về văn hóa và tất cả mọi thứ, nhưng cái tinh thần bất bạo động của Ngài Đạt Lai Lạt Ma không chỉ là không chống trả lại bằng súng ống đấu tranh, mà cố gắng duy trì được truyền thống của Phật giáo Tây Tạng. Thì đây là một cái điểm mà chúng ta cần phải nhìn thấy về cái nhân văn. Bởi vì nhân văn á, nó mang cái tính là văn hóa, đạo đức và cái phong tục tập quán của một quốc gia. Thì cái tinh thần bất bạo động của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, chúng ta thấy ngoài cái việc là Ngài không cho dân Tây Tạng chống trả lại bất cứ hình thức nào đối với cái người Trung Hoa, nhưng mà Ngài không để cho cái văn hóa của mình bị đồng hóa. Tức là đồ của Trung Hoa không được sử dụng. Chẳng hạn như là chúng ta thấy là đất nước Ấn Độ là một trong những cái tư tưởng bất bạo động mà thành công nhất thế giới là sao? Ngài Gandhi trong lúc mà nước Anh đô hộ, người Anh đô hộ người Ấn đó, thì Ngài Gandhi á, khuyến khích trong dân chúng không đấu tranh là phản bác tất cả, nhưng những cái gì của người Anh đem vô họ không xài. Tức là áo quần cho đến vật sử dụng, và cái tinh thần đó mãi tới bây giờ Ấn Độ họ vẫn duy trì rất là vững và rất là ổn định cho cái quốc gia của họ. Chẳng hạn như đối với đất nước Ấn Độ, họ không cho nhập khẩu bất cứ những cái mặt hàng nào của nước ngoài. Nếu như nhập khẩu họ đóng thuế 100% rất cao, cho nên cái hàng tiêu dùng của nước ngoài đó chỉ có cái người xa xỉ họ mới dám xài. Còn cái người dân bình thường đó mà ở Ấn Độ là dân, người ta là dân nghèo nhiều. Cho nên cái đồ trong đất nước của họ đó nó rẻ hơn, cho nên là họ phải xài đồ của họ hơn. Còn các nước ví dụ như Việt Nam của chúng ta bị cái hàng nhập á, nó lan tràn và nó không có gìn giữ được, cho nên đôi lúc hàng ngoại nhập á nó lại rẻ hơn hàng của Việt Nam làm ra. Chẳng hạn như những cái đồ mà Việt Nam mà sản xuất như trái cây, đồ những cái gì mà chúng ta trồng ra chúng ta bán á, nó mắc hơn là đồ chúng ta mua ngoại nhập. Ngoại nhập nó vừa đẹp mà nó vừa hấp dẫn, cho nên là nền kinh tế chúng ta bị lũng đoạn. Và trên cái tư duy nhân văn đó, tức là cái tinh thần bất bạo động nó được giữ trong cái giềng mối của văn hóa, phong tục tập quán và trong cái giáo dục tư tưởng. Còn bằng không á, chúng ta đấu tranh để mà chống lại hay gì đó bằng súng ống hay bằng hạt nhân nguyên tử như bây giờ chỉ làm sát hại con người, nhưng mà chúng ta không giữ được cái văn hóa truyền thống thì đất nước đó kể như là bị xóa bỏ. Đối với cái tư duy bất bạo động mà được phát triển từ cái tư tưởng đạo đức của Phật giáo, đất nước Ấn Độ họ đã gìn giữ được cái tư tưởng nhân văn này rất cao, là con người Ấn Độ là họ không có mặc những cái hình thức áo quần bên ngoài, chỉ có một trong tiệc hội vui chơi nào đó thôi, nhưng về truyền thống là họ vẫn giữ. Thí dụ như những cái lễ truyền thống của họ là họ không bao giờ mặc những cái đồ khác, chỉ mặc đồng nhất là sari đối với những người mà phụ nữ, và đối với những người đàn ông thì họ mặc cái đồ quấn theo kiểu của Ấn Độ, và họ giữ cái truyền thống đó. Nhưng mà đối với các nước khác dễ bị đồng hóa, và dù chúng ta có đấu tranh đi nữa, súng ống đi nữa, chúng ta có giành lại quyền độc lập đi nữa, nhưng mà văn hóa mất, truyền thống mất là đất nước đó kể như là mất. Bởi vì chúng ta không nhìn được cái nhân văn riêng của cái quốc gia mình. Do đó trong cái tư tưởng nhân văn á, bất bạo động vẫn là một cuộc chiến tranh thành công, và trên cái tinh thần đạo đức là thành tựu khá lớn. Còn nếu như chúng ta súng ống mà chúng ta có thành công đi nữa, chiếm xong đất nước mà con người trong cái đất nước đó nó đã biến dạng hết, không còn lại cái văn hóa của Việt Nam, thì cũng kể như là chúng ta có độc lập, có giành lại chiến thắng, nhưng cái sự chiến thắng đó không giữ lại cái nhân văn của quốc gia đó. Cho nên đây là một cái tư tưởng nhân văn rất lớn trong tinh thần bất bạo động của Phật giáo, đóng một vai trò quan trọng để tôn trọng cái nhân cách sống của mỗi quốc gia, của mỗi cá nhân và mỗi con người. Chẳng hạn như chúng ta đừng có nghĩ rằng là bây giờ mình cố gắng mình đấu tranh để bảo vệ cái này cái kia, nhưng mà cái tập quán, cái truyền thống, cái văn hóa không giữ được là kể như mất. Thì đó là cái tinh thần nền tảng bất bạo động, là xã hội được hòa bình trên nền tảng bất bạo động. Và cái quan điểm kế tiếp đó là xã hội phát triển trên nền tảng tứ vô lượng tâm. Thì tứ vô lượng tâm thì một người xuất gia chúng ta ai cũng biết, từ bi hỷ xả
Và cái điều này ngay khi mà sinh viên chúng ta mới đầu tiên vô thi vô để được đậu học viện, năm nay cũng nằm trên cái bài thi tứ vô lượng tâm này, thì xin mời quý sư cô mình với quý thầy mình nhắc sơ lại cái tinh thần tứ vô lượng tâm theo cái tư tưởng của Phật giáo nguyên thủy cũng như phát triển được gìn giữ. Chúng ta thấy đây là một trong những cái tinh thần mà được Phật giáo nguyên thủy giữ nguyên, mà Phật giáo phát triển cũng xuyển dương rất là mạnh mẽ. Đây là tinh thần xã hội mà mang tính xã hội rất cao, cho nên những cái giáo lý khác có thể là không xuyển dương, nhưng mà cái tinh thần tứ vô lượng tâm Phật giáo nguyên thủy á, đặc biệt quan trọng chú tâm, mà Phật giáo phát triển cũng đặc biệt chú tâm. Đây là một trong những cái tư tưởng mà hình thành lên cái nền tảng xã hội để cho con người được phát triển trong tinh thần là nhân văn nhất. Bởi vì khi mà chúng ta phát triển mà chúng ta mất đi những cái đức tánh đạo đức á, thì cái nhân văn nó không có còn. Nhưng mà một cái sự phát triển mà cái tinh thần đạo đức vẫn giữ nguyên vẹn, thì cái đó là nhân văn cao nhất trong cái xã hội. Thì xin mời quý sư cô chúng ta bàn luận về cái tư tưởng tứ vô lượng tâm này. Dạ, mô Phật. Dạ, thưa ni sư. Dạ, thưa đại chúng. Theo con nghĩ thì cái quan điểm từ bi hỷ xả của Phật giáo nguyên thủy thì nó có những cái điểm mà nó đúng hơn ở Phật giáo Đại Thừa. Theo nguyên thủy thì từ chính là sự vô hại, có nghĩa rằng là không có cái làm tổn hại đến bất kỳ một cái chúng sanh nào. Còn bi đây là vô sân, là khi vô sân thì tự khắc sẽ có cái sự thương yêu với lại thương yêu với các cái chúng sanh khác. Còn hỷ là cái tâm hoan hỷ vui vẻ trước cái sự thành công của người khác, và xả là không có chấp trước, không có chấp chặt vào một cái gì cả. Còn ở trong Phật giáo Đại Thừa thì từ bi thì thường được ví giống như là cái tình thương của người mẹ hiền đối với cái đứa con ấy. Nhưng con nghĩ rằng là cái đó thì nó cũng chỉ diễn tả được một phần thôi, bởi vì có thể cái tình thương của người mẹ với cái đứa con của mình thì nó rất là rộng lớn, nhưng mà cái yêu cầu của nó là phải với tất cả vụ người mẹ đó, phải với tất cả những con của những người khác cũng đều phải đối xử bằng một cái tâm như thế, thì nó phải rộng lớn như vậy. Thì theo con nghĩ thì cái từ bi hỷ xả của Phật giáo nguyên thủy thì nó có cái nó rộng lớn hơn và nó chính xác hơn là của Phật giáo Đại Thừa. Dạ cảm ơn thầy. Bây giờ mình phàn bàn là cái nào là tốt hơn cái nào, bởi vì mình đứng trên phương diện xã hội và triết học, mình không có cần nói là của Đại Thừa tốt hay của Nguyên Thủy tốt. Mỗi cái một cái truyền phái hệ thống á, nó có một cái chủ xướng riêng của cái tư duy triết học cũng như tư tưởng Phật giáo, cho nên chúng ta đứng trên mặt khách quan thôi, mình đừng có phàn vội đánh giá là bên nào là đúng chính xác hay là không chính xác, mà bây giờ chúng ta nói cái tinh thần của nó được ứng dụng trong xã hội như thế nào để phát triển. Đại Phật, kính bạch sư, kính thưa đại chúng. Con có một cái điểm không đồng ý với thầy Nghiêm Tuệ lúc nãy, gọi là bi á, là vô. Thì theo tài liệu á, thì bi á, từ mới là vô sưng, không sưng. Còn bi nó không phải là không sưng, nó không phải là đối với cái bi. Còn cái mà từ bi của Đại Thừa á, thì có một cái câu mà từ cái lúc sơ cấp á, thường hay học. Từ năng giữ chúng sanh chi lạc, bi năng bạc chúng sanh chi khổ. Thì cái vấn đề này các giáo thọ sơ cấp á, thì có nói là lúc mà học sơ cấp á, thì tạm thời công nhận như vậy thôi, chứ cái vấn đề từ bi á, nó không phải là cứu khổ, đem vui cho chúng sanh thì đúng rồi, mình không phải là cứu khổ. Cái cứu khổ này mình hiểu cái nghĩa rộng hơn, chứ đừng có nghĩa hiểu cái nghĩa đơn giản, không phải cái cứu khổ hình thức mà đưa tay xuống rồi vớt chúng sanh lên. Thì cứu khổ là thì là mình thương xót rồi chỉ ra cái con đường để cho chúng sanh được an lạc giống như mình, cứu khổ bằng cách đó.
Hỷ xả với hỷ và xả thì cái này cũng đơn giản thôi, là hoan hỷ với những cái thành công, hay là kể cả những cái thất bại, những cái bức nó có nhiều vấn đề, nó nhiều ở nhiều mặt, từ đối với thời tiết nó gây khó chịu cho mình cũng phải hoan hỷ, rồi cho đến chúng sanh, cho đến mọi người đem niềm vui hay là nỗi khổ đến với mình cũng đều phải hoan hỷ. Và xả thì cũng vậy, không có chớp mắt những cái nay cái tinh thần xả này thì cái kinh Kim Cang là nói rất là rõ. A Di Đà Phật. Rồi cảm ơn cái sự chia sẻ của quý thầy. Trên thực tế đó thì từ bi hỷ xả theo một cái định nghĩa thông thường thì chúng ta coi trong sách vở thì theo lý thuyết thì nó đơn giản rồi, nhưng ở đây chúng ta muốn bàn luận là nó vấn đề xã hội phát triển. Cái xã hội phát triển tại sao phải trên nền tảng của tứ vô lượng tâm? Cái quan trọng là chúng ta đang bàn về chính trị xã hội mà chúng ta nói tới thuần túy về giáo lý quá, nó không mang tính triết học chút nào hết trơn á. Khi mà nói triết học đó, nó phải mang một cái tính bình luận, rồi làm sao ứng dụng trong cái tinh thần triết học của nó. Thì ở đây cái tứ vô lượng tâm trước nhất á, tại sao phải ứng dụng trên cái nền tảng này để giúp cho xã hội phát triển được? Bởi vì như chúng ta biết là con người của chúng ta sanh ra là phải qua sự phấn đấu sinh tồn, và trong sự phấn đấu sinh tồn này chúng ta đấu tranh lẫn nhau để sinh tồn. Chúng ta phấn đấu sinh tồn, trong quá trình đấu phấn đấu này là con người đấu tranh lẫn nhau, và trong cái sự tương tác đấu tranh lẫn nhau là có thể là chà đạp lên nhau để mà sống. Chúng ta thấy là ngay cả trong cái quy luật của vũ trụ, con chim lớn đánh con chim bé, rồi con chim bé ăn cái con mồi thì con chim ở trên nữa là sẽ đánh xuống, và cứ như vậy con người tồn tại là do đoạt mạng sống với nhau để mà sống. Do đó một cái xã hội nếu như người thông minh hơn lấn ép những người thấp kém hơn trong một xã hội như vậy thì xã hội đó là một xã hội tương tác, giống như là tương tác trong chiến tranh lẫn nhau. Nhưng mà xã hội mà để cho phát triển, mà phát triển theo tinh thần văn minh của con người, giá trị đạo đức con người, thì nó phải đứng trên vô lượng tâm. Vô lượng tâm thứ nhất, yêu thương. Mình yêu thương mọi người cũng như chính bản thân mình, và sự yêu thương đó nó nằm trong luân hồi sanh tử. Thì trong cái tinh thần của Phật giáo Nguyên Thủy hay Đại Thừa thì một người mà biết yêu thương mình mới có thể yêu thương được người khác. Đó là cái cốt lõi của Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà Phật giáo Đại Thừa đó là thương yêu tất cả chúng sanh như là người con của mình. Thì người con của mình có nghĩa là quyến thuộc, tức là bản thân mình có cái tôi mới có cái của tôi. Của tôi tức là quyến thuộc của tôi. Và từ đó trong cái tình yêu thương mà nó có một cái sự thấu hiểu quá trình sinh tồn. Mình thấu hiểu quá trình sinh tồn, chẳng hạn như mình có khổ đau, mình mới thấu hiểu được nỗi khổ đau của người khác. Nếu như chúng ta không có khổ đau, chúng ta xem thường cái sự khổ đau của người khác, và chúng ta không có một sự chia sẻ, không có một sự mở lòng ra. Nhưng mà một khi chúng ta đã trải nghiệm được cái khổ đau, chúng ta thấy người khác khổ, chúng ta mới có cái sự mở lòng ra và có một sự thấu hiểu, chia sẻ, bao dung và tha thứ. Thì cái tình vô ngã của cái tình thương của Phật giáo nó rất là sâu lắng, và nó rất là giá trị đạo đức nhân văn rất cao, mà không có tôn giáo nào mà tuyên bố những điều này hết. Mà điều này được trải nghiệm một cách rất là thực tế đối với những ai mà tu tập, mà biết được cái sự khổ đau trong cái tồn tại của ngũ uẩn nó tồn tại đó, thì cái thân cái tâm này nó biến chuyển, nó đau cùng tận. Một người nào mà ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ sẽ biết liền, biết rõ cái sự biến chuyển của ngũ uẩn thân và tâm, nó tương tác rất là phức tạp. Và khi mà thấu hiểu được như vậy, chúng ta mới chấp nhận được những tật xấu của người khác, mới có sự bao dung tha thứ, và từ đó chúng ta mới biết được giới hạn nghiệp lực của mọi cá nhân, và tình yêu thương nó tự động rộng ra. Và cái từ cái bi đó, chúng ta thấy cái lỗi của người khác chúng ta không xỉa xói nữa, mà chúng ta thương, chúng ta nâng đỡ, giống như là một người chửi mình mà mình thương được, đó mới là tinh thần yêu thương của vô ngã vị tha của đạo Phật. Chứ còn người ta chửi mình là mình chửi lại là chuyện thường, người ta đập mình đập lại là chuyện bình thường, đó là bản năng sinh tồn. Nhưng mà ở đây cái tinh thần xã hội phát triển đó, phát triển trên cái từ bi hỷ xả, tức là hoan hỷ với những thành công của người khác và xả bỏ những lỗi lầm của mình và của người khác luôn. Và trong cái tinh thần đó làm cho xã hội nó nâng đỡ lẫn nhau, phát triển đến cái mức mà có thể nâng cao nhất trong cái xã hội loài người. Còn bằng không mà chúng ta không phát triển, mà không dựa trên cái tứ vô lượng tâm này đó, con người sẽ đấu tranh lẫn nhau mà mãi mãi là chiến tranh hỗn loạn. Và chúng ta thấy là hiện tại xã hội chúng ta đó, nước này phát triển cái nguyên tử này thì nước kia lại chế tạo cái nguyên tử khác, và cứ như vậy hoài thì
con người đấu tranh mãi không bao giờ dừng nghỉ trong luân hồi sanh tử. Cho nên cái nền tảng nhân văn nhất để mà giúp cho xã hội phát triển phải trên tứ vô lượng tâm. Thì cái xã hội đã phát triển đúng với cái nhân văn của con người, làm cho con người được an vui, hạnh phúc đích thực và thịnh vượng đích thực. À, chúng ta nghĩ dễ lao cho bài sau.